Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 12, ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 với phiên thảo luận tập trung tại hội trường. Dự phiên làm việc có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong ngày làm việc thứ hai, trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 98,11% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Khắc Hiền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Khắc Hiền. Tham gia thảo luận, các đại biểu nhất trí cao với các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh được trình tại kỳ họp. Các đại biểu cho rằng, dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện, nhiều chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 đã vượt và đạt kế hoạch đề ra. Các ý kiến tham gia của các đại biểu cũng đã làm rõ hơn một số nội dung trong báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Nhất là trong bối cảnh thực hiện quyết liệt các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19. Sau phiên thảo luận, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri đối với kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, thống nhất tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp. Ngày 7 tháng 12, Lào Cai ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19. Cụ thể, trường hợp đầu tiên là F1 của bệnh nhân BN1280350 ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, được công bố ngày 3 tháng 12 năm 2021. Ngày 6 tháng 12, xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh thứ hai là lái xe có hậu khẩu thường trú tại Hoài Nhơn, Bình Định. Từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, bệnh nhân chở hàng từ tỉnh Tiền Giang đến cửa khẩu Lạng Sơn. Ngày 4 tháng 12, di chuyển từ cửa khẩu Lạng Sơn đến Lào Cai, đến chốt kiểm soát km 237 Lào Cai và thực hiện test nhanh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tối, bệnh nhân có biểu hiện cúm, sau đó có uống thuốc cảm cúm. Ngày 7 tháng 12, kết quả test nhanh và xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai hiện đã được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập của nhiều bộ phận người dân nhìn chung đều giảm, tác động đến nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Dự kiến sức mua trong thời điểm cuối năm sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào mặt hàng lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đại diện vụ thị trường trong nước, các địa phương cần tiếp tục theo dõi đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Những ngày này trên công trường thi công cầu ngoài đường, các kỹ sư công nhân đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thiện và đưa cầu vào sử dụng vào cuối tháng 12 này. Đây là niềm mong ước bấy lâu không chỉ của người dân mà còn cả kỳ vọng của địa phương và chủ đầu tư với mục tiêu kết nối giao thông, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm nay đã 70 tuổi, ông Lê Ngọc Khai sống ở thôn Làng Nhớn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, không giấu được niềm vui khi biết được cây cầu ngoài đường sắp được khánh thành. Trước đây muốn đi sang bên kia suối hoặc ngược lại, người dân phải đi theo đường cầu chung đường sắt hoặc đi đường ngập tràn, vừa bất tiện lại nguy hiểm. Địa phương coi như là rất là phấn khởi, từ người già đến người trẻ rất phấn khởi về tiến độ giao thông, an toàn giao thông cho các cháu và nhân dân đi lại giao thông thuận tiện. Rất xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới địa phương quê hương Cam Đường chúng tôi. Tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt và khởi công dự án xây dựng công trình cầu ngoài đường. Xác định dự án có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh và thành phố, nên dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song các đơn vị thi công
vẫn nỗ lực làm việc để các hạng mục của dự án hoàn thành đúng tiến độ. Hiện tại nhà thầu đã hoàn thành trụ mố M1, M2. Có nhà dân nên cũng không thể làm được quá muộn, trước 9 rưỡi 10 giờ là phải nghỉ rồi. Nên là cũng nhà thầu cũng là một cái vấn đề mà cũng muốn tăng cường làm cả đêm ấy, nhưng mà cũng không được. Nên hiện tại thì cũng làm dốc hết sức mình về máy móc, nhân lực, con người để làm sao cho nó kịp tiến độ. Lắp xong 12/12 phiến dầm, đổ bê tông 205 ống cống các loại. Các phần việc đang được tập trung triển khai là đắp nền đường hai đầu cầu, gia công lắp đặt cốt thép mặt cầu, đổ bê tông kè nền đường. Cầu được xây dựng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài 50m gồm 2 nhịp, rộng 12m với tổng mức đầu tư hơn 22,6 tỷ đồng. Việc tạo điều kiện về mặt bằng, nguồn vốn, thường xuyên đôn đốc kiểm tra của chủ đầu tư đã góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Khi có mặt bằng sạch mà triển khai thi công thành phố bàn giao thì là ban cũng đã chỉ đạo nhà thầu là tiến hành khai thi công 3 ca liên tục sao để đáp ứng tiến độ mà sớm nhất để bàn giao công trình đưa vào sử dụng, và cũng cố gắng phấn đấu là trước Tết âm lịch này là phải thông xe kỹ thuật. Công trình xây mới cầu ngòi đường được triển khai xây dựng không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mà còn góp phần kết nối giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân các địa phương phía nam của thành phố Lào Cai. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 tới đây, lễ hội mùa đông Bắc Hà sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây cũng là thời điểm công bố danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho lễ hội đua ngựa truyền thống và nghệ thuật trang trí trang phục dân tộc Mông Bắc Hà, trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho di tích đồn Bắc Hà. Cao nguyên trắng Bắc Hà cũng là miền đất của nhiều di sản nổi tiếng khác như khu dinh thự Hoàng A Tưởng hay đền thờ quốc công Vũ Văn Mật. Trong dịp lễ hội mùa đông năm 2021, Bắc Hà đón nhận thêm hai di sản mới được công nhận là lễ hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thể hiện tinh thần thượng võ cuột cường của các tộc người sinh sống trên cao nguyên, nghệ thuật trang trí hoa văn dân tộc Mông, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thể hiện tính lãng mạn và đức tính cần cù sáng tạo của người Mông Hoa Bắc Hà, và di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đồn Bắc Hà, địa chỉ đỏ ghi dấu những chiến công anh dũng của người dân cao nguyên trong cách mạng và kháng chiến. Du khách đến với Bắc Hà trong dịp này không chỉ được tham gia lễ hội mùa đông mà đây còn là cơ hội để khám phá cao nguyên trắng Bắc Hà, khám phá miền di sản. Hội khuyến học tỉnh Lào Cai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên. Đoàn đã trao 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn. Hầu hết các em học sinh được nhận quà đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và lao động. Trong dịp này, Hội khuyến học tỉnh Lào Cai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai trao 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập tại huyện Bảo Yên, được trích từ Quỹ khuyến học và Quỹ người nghèo tỉnh Lào Cai. Đây là những món quà ý nghĩa, kịp thời động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, học tập tốt hơn. Những năm gần đây, giá trị kinh tế trên cùng một hecta canh tác ở các thôn vùng ven của thị trấn Phú Lu, huyện Bảo Thắng không ngừng được nâng cao. Hiện đã đạt trên 100 triệu đồng mỗi một hecta. Để có được thành công đó, cùng với định hướng cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, thì người dân cũng đã chủ động thực hiện chuyển đổi những chân ruộng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Cách đây gần một năm, gia đình chị Bùi Thị Thập ở thôn An Thành đã thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu. Riêng vụ ba thì trồng hoa lây ơn phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Từ sự chuyển đổi này, hiệu quả kinh tế đã tăng lên theo cấp số nhân. Lần này là dòng vụ thứ hai hoa rồi thì cho thu nhập rất cao, gấp 2-3 lần trồng lúa. Năm ngoái thì dòng thử một xào thì là bán được 10.000 một bông thì là được 40 triệu. Năm nay là tôi là triển khai là dòng hai xào thì là mong là dịp Tết là sẽ thu hoạch được nhiều hơn năm ngoái. Còn đây là diện tích trồng rau màu của chị Vũ Thị Hồng Nhung ở thôn Đá Đen. Cùng với việc mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng rau màu, năm nay gia đình chị Nhung đã thử nghiệm trồng thành công gần một xào súp lơ cho thu hoạch sớm vào đúng thời điểm rau xanh khan hiếm, nên hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Cũng tham gia vào trong các nhóm hội trồng rau màu ở Việt Nam trên Facebook,
nên là tôi cũng tìm được cái giống súp lơ trồng sớm nó chịu được nhiệt, trồng sớm được trong vòng 1 tháng. Hiện tại bây giờ thì giá bán gấp đôi với giá trong thời vụ rộ mùa như là mọi năm, thì giá bán hiện tại là 20.000 một bông. Cái súp lơ để bán vào Tết thì tôi đã trồng được 1 tuần nay rồi. Với tinh thần mạnh dạn đổi mới, tích cực học hỏi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, bà con nông dân trên địa bàn thị trấn Phố Lu đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên 1 hecta canh tác lên đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm, bình quân đầu người đạt trên 83 triệu đồng một năm. Tăng cường cái chỉ đạo hội nông dân thị trấn cùng với lại cán bộ khuyến nông viên sẽ thường xuyên sâu sát tới cơ sở và hướng dẫn hội viên nông dân cũng như là người nông dân để tập trung áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ và sản xuất và đưa ra những cái giống cây trồng nó đảm bảo chất lượng, năng suất và hiệu quả. Những vụ sản xuất thành công đã tạo động lực để bà con nơi đây tiếp tục hăng say lao động sản xuất, không cho đất nghỉ, tạo nguồn thu phát triển kinh tế gia đình và thúc đẩy sự phát triển đi lên của địa phương. Qua tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về đổi mới kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thực hiện luật hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp, cho thấy kinh tế tập thể cần được tiếp tục hỗ trợ phát triển. Trong đó, mô hình các hợp tác xã phi nông nghiệp là mô hình chính phát triển kinh tế. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung luật hợp tác xã năm 2012 được coi là giải pháp đột phá. Sau 10 năm thực hiện luật hợp tác xã, có hơn 1.600 lượt hợp tác xã phi nông nghiệp được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Có 725 lượt hợp tác xã được hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, luật hợp tác xã đã phát sinh bất cập hạn chế. Đó là chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã ban hành còn nhiều, nhưng phân tán, dàn trải và thiếu đồng bộ, thiếu cụ thể. Số lượng cán bộ, thành viên hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng còn ít so với nhu cầu. Số hợp tác xã, thành viên, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội còn ít và không ổn định. Tỷ lệ số lượng hợp tác xã được tiếp cận chính sách áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao còn thấp. Phải nghiên cứu sửa đổi luật hợp xã cho nó phù hợp với yêu cầu thực tiễn để làm sao tạo điều kiện cho hợp xã tăng cường cái năng lực quản trị, tăng cường cái năng lực tiếp cận với thị trường để mà huy động các cái nguồn lực từ thị trường nói chung mà trong đó có cái yếu tố vốn. Thế và đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, giúp hợp xã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Theo dự thảo của Liên minh hợp tác xã trình bày, có 12 nội dung được đề xuất sửa đổi luật và 6 giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành luật hợp tác xã. Đây được coi là giải pháp mang tính đột phá nhằm tạo hành lang pháp lý để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển năng động, hiệu quả, bền vững và thực sự là thành phần kinh tế quan trọng. Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.